Hi, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình chia sẻ cách làm nấm kim châm với nấm bạch tiết chiên giòn ăn nha các bạn. Món này cực kỳ đơn giản và dễ làm mà ăn rất là ngon miệng nữa. Các bạn nào thích ăn món này thì hãy cùng vào bếp làm với mình nha. Trong quá trình xem video, nếu các bạn thấy video mình hữu ích thì hãy like và share cho bạn mình cùng xem, và đồng thời nhớ nhấn đăng ký và nhấn chuông để nhận được thông báo của video tiếp theo nhé. Mời các bạn cùng vào bếp làm với mình nhé. Nguyên liệu của mình gồm có hôm nay là một bịch nấm kim châm Hàn Quốc 150g nhé, một bịch nấm bạch tiết và một bịch bột chiên giòn mình dùng hiệu này nhé, và 100g bột gạo lọc, một muỗng hạt niêm nấm và một chút xíu tiêu và hai cọng hành lá. Mình ăn cùng với tương ớt hương cà nhé các bạn. Bây giờ mình bắt đầu làm nhé. Mình cho một ít nước vô thau và mình cho nửa muỗng canh muối vô trong cái thau này, mình hòa tan ra. Nấm thì mình cắt gốc như vậy nha, và mình dao mình chẻ từng miếng mỏng mỏng như vậy. Rồi nấm bạch tiết thì mình cũng cắt gốc ra luôn nha. Hôm nay mình dùng nửa bịch nấm bạch tiết thôi nha. Mình ngâm ở đây từ 5 đến 7 phút và mình rửa lại 3-4 nước cho nấm mình nó thiệt là sạch, rồi mình để ráo nha các bạn. Một 100g bột với một bịch bột giòn thì mình sẽ dùng 250ml nước, tương đương với lượng bột nha các bạn. Mình sẽ gây qua cho bột mình nó mịn. Mình sẽ cho bịch bột giòn vô. Mình cho hạt niêm tiêu vào để bột của mình nó đậm đà nha các bạn. Bột như gì đã được rồi nha. Giờ mình sẽ sắc hành mình cho vô. Các bạn ơi, mình sẽ cho dầu lên và mình đợi dầu nóng nha. Rồi mình cho nấm nhúng qua bột nè. Cho vô mình sẽ lắc lắc như vậy nha các bạn. Cho bột nó tơi tơi ra, nó sẽ đẹp hơn. Các bạn ơi, vàng như gì đã được rồi nè. Cái màu rất là đẹp luôn ha. Mình gấp ra một cái giấy thấm dầu như vậy nha các bạn, cho nó thấm, nó hút hết cái phần dầu còn lại. Mình cứ tiếp tục mình chiên như vậy cho đến hết nha các bạn.
Các bạn ơi, mình đã chiên xong rồi, mình sẽ cho tương cà nè, một ít tương ớt nữa mình ăn cho nó cay cay nha. Rất là hấp dẫn luôn. Món này các bé nhà mình rất là thích luôn đó các bạn. Mình mời cô chú anh chị em và các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Nấm của mình rất là giòn, rất là ngon luôn. Chấm thêm tương ớt, tương cà, cay cay nữa, rất là ngon luôn. Món này đơn giản, dễ làm mà ăn rất là ngon, rất là thích luôn đó các bạn. Video của mình đến đây đã hết rồi. Mình mến chúc tất cả các bạn làm thành công và ăn ngon miệng nhé. Chào, hẹn gặp lại với những video tiếp theo. Các bạn nào mới đến với kênh của mình lần đầu tiên, yêu thích video của mình thì hãy nhấn đăng ký và nhấn cái chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào nha các bạn. Cảm ơn các bạn.